Hiện nay Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn đang thực hiện đúng theo các điều khoản được ghi trong hợp đồng hai bên đã ký kết. Ông Mai Đức Chung vẫn đang là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ngày 4 tháng 11 đội tuyển bóng đá nữ sẽ về đến Hà Nội, sau đó theo kế hoạch, ông Mai Đức Chung sẽ làm việc với VFF để cùng đánh giá lại kết quả thi đấu tại vòng loại Olympic Paris 2024 cũng như kế hoạch tiếp theo của bóng đá nữ, đại diện VFF cho biết. Hợp đồng của ông Mai Đức Chung với VFF kết thúc vào tháng 12 năm 2023. Chiến lược gia sinh năm 1951 cho biết mình sẽ không tiếp tục làm huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Việt Nam vì muốn dành thời gian cho gia đình. Tôi quyết định sau khi hết hợp đồng vào cuối năm 2023 sẽ nghỉ ngơi. Tôi làm huấn luyện viên của tuyển nữ Việt Nam lâu năm rồi, để huấn luyện viên khác lên thay thế sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ đơn giản thế này, điều gì đến rồi sẽ phải đến, tôi không thể làm mãi được, chức vụ nào cũng vậy. Che già thì mang phải mọc, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết. Như vậy, trận đấu tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản tại vòng loại 2 Olympic 2024 là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Mai Đức Chung trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Sau trận đấu này, các tuyển thủ nữ Việt Nam có những chia sẻ rất xúc động về ông Mai Đức Chung. Nhớ ngày đầu tiên được tập cùng bác thì năm đó bị bác trả về câu lạc bộ. Bác còn dặn phải cố gắng nhiều hơn. Từ đó, con đã cố gắng rất nhiều để trở lại đội tuyển. Nhờ vậy mà mới có hình như của ngày hôm nay. Thời gian làm việc cùng bác, con học được rất nhiều. Là sự yêu thương và sự khiêm nhường từ một nhân cách vĩ đại, một người thầy luôn có trái tim ấm áp. Con chúc bác thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc cùng với gia đình của mình. Với bóng đá nữ Việt Nam thì bác là mãi mãi, tiền đạo Huỳnh như chia sẻ. Tiền đạo Hải Yến viết trên trang cá nhân, cảm ơn bác đã luôn đồng hành cùng tụi con trên mọi chặng đường có khó khăn, có vinh quang. Cảm ơn bác vì tất cả. Thủ thành Kim Thanh viết, năm 2019, tại nơi này, bác đã tin tưởng cho con cơ hội để con thi đấu và đạt được những thành công hơn mong đợi. Năm 2023, cũng tại nơi này, bác đã nói lời chia tay với con và bóng đá nữ Việt Nam. Những gì bác đã mang lại cho con và bóng đá nữ Việt Nam là những thành tích đáng được trân trọng. Đặc biệt hơn, bác đã đưa bóng đá nữ Việt Nam lần đầu đến với World Cup, thật trên cả tuyệt vời. Con xin chúc bác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và trong cuộc sống. Xin cảm ơn người thầy vĩ đại, người cha đáng kính. Về phần mình, huấn luyện viên Mai Đức Chung đề xuất huấn luyện viên Akira Ishii người Nhật Bản thay mình. Ông nói, tôi tin ông Akira sẽ hiểu nền văn hóa, sinh hoạt của Việt Nam chúng ta. Ông ấy cũng có chuyên môn. Huấn luyện viên Akira là phương án thuận tiện, giúp VFF không phải đi thuê chuyên gia ở nơi khác mà khi về lại chưa nắm được văn hóa, cách sinh hoạt của đội nữ. Đó là lựa chọn tốt nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam.